Dạ, thiết bị y tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Thì hôm nay thiết bị y tế Quỳnh Gia xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm, đó là tấm lót giường của hãng Abena. Thì tấm lót giường của hãng này thì nó sẽ có nhiều kích thước, ví dụ như là kích thước 60-90, 85-90, 45-45, 60-60 hoặc là 60-90. Thì tùy theo cái mục đích mình sử dụng để thì mình mua kích thước cho phù hợp. Thì hiện tại ở đây thì em có miếng lót giường này là kích thước của nó là 85-90. Thì cái miếng lót giường này á, thì cấu tạo của nó thì nó sẽ là có một lớp bông, một lớp polyester với mà một lớp BO chống thấm. Thì tác dụng của cái miếng lót giường này á, ví dụ như là trường hợp như là mình lót lên giường thì nó ví dụ nó có tiêu tiểu á, thì những cái bài tiết của nó ra ngoài này á thì nó sẽ là thấm hút vô tấm lót giường này. Thì một cái mình có thể sử dụng cho mẹ sau sinh hoặc là những người bị bại liệt nằm một chỗ á, thì nó không bị tràn hoặc là bị chống thấm ra cái phía nệm bên ngoài. Thì khi mình có dịch đó, thì nó sẽ thấm toàn bộ vô cái tấm lót giường này. Thì cái thấm hút của miếng lót giường này lên đến là 2,5 lít. Và cái miếng lót giường này thì mình có thể là giặt tái sử dụng 300 lần. Và hàng này là hàng được xuất xứ từ Đan Mạch. Dạ. Và em xin cảm ơn mọi người đã xem clip rồi.